Rồi, được cũng xin chào anh em và các bạn nha. Đã quay trở lại với video tiếp theo nó cứ được nha. Hôm nay được về số cần Abu Huracan bạn ơi. Đây là mẫu mới nha các bạn. Được quay cho bạn xem, thấy đẹp quá và bạo lực quá. Cho nên được lấy về quay câu cho các bạn xem nha. Thì được về mới về thêm số máy FBIT nữa. Rồi cần câu đó, bên đó là lính của mình đang chuẩn bị gói hàng nha cả nhà, lính vợ hay là lính vợ bạn đang bán cái này, bà giỏi rồi, bà biết gói hàng gói đồ nữa các bạn, chuẩn bị gói cần câu Abu Iron Man nữa bạn. Cây này thì thấy nó giống giống cái đó ta, cái hai cây này giống giống nha, nhìn cái phôi nó cũng giống giống nha các bạn, cái phôi thì nhìn nó giống nhưng mà cái thiết kế gì cái chỉ đồ bạn, với cái sơn sơn chỉ với sơn ba cái bát máy rồi nè các bạn thì nhìn nó khác nhau. Còn bao nhiêu là chỉ thấy cán rồi bạn, cán này kia nọ đồ cũng tương tự cái Iron Man đó các bạn, nói chung là đọt này kia nọ đồ dưới khoen là tương tự luôn, chỉ khác nhau cái chỉ với cái điểm nhắn các bạn, những cái điểm nhắn sơn cái điểm nhắn này kia ngá là kia nọ nó hơn Iron Man tí xíu thôi đó. Thì cái Iron Man 3m15 này được cũng chuẩn bị gói cho em mới đặt luôn rồi cả nhà, thì sẵn lấy ra thấy bạn coi so sánh luôn nha. Rồi được, không để các bạn chờ lâu nữa thì được sẽ vô cái mẫu mới gì các bạn ơi, mẫu này có tên là Abu Huracan đó các bạn, Huracan đó. Thì được có hai size, size 3m và size 3m15. Thì giá của con này thì nó là bắt đầu từ 840 các bạn, 840.000 với con 3m15 là 880.000 nha cả nhà. Đó. Mà con 3m thì 840, 3m15 là 808. Giá nó thì được lấy bằng với con Abu Iron Man đúng các bạn. Đó các bạn thấy không? Hình thiết kế nó sẽ đẹp hơn và chỉ kia nọ rồi nó sẽ đẹp hơn. Còn cái phôi thì nó giống nhau luôn nha bạn. Phôi caro sơn bóng rồi kia nọ rồi nó giống nhau luôn nha anh em. Đó, rồi phen thì nó cũng giống luôn. Đọt nó cũng 3.8 luôn nha cả nhà. Nhưng mà mẫu của con này á thì nó sẽ đẹp hơn về sơn kia nọ đâu, về bát máy kia nọ rồi nha cả nhà. Đó, bát nó làm nó sẽ đẹp hơn nha cả nhà. Cả nhà thấy chưa? Bát nó sẽ có cái màu vàng đồng đó, rất là đẹp luôn. Rồi anh em mua hàng thì cứ order cho mình qua số điện thoại là 0963 890 470 nha cả nhà, được có ship code toàn quốc nha. Đợt con này là 3.8 các bạn ơi, mát tải của nó là 80 lb, tương đương là 38 kg, chịu mồi của nó là 250 g, nhưng mà anh em đánh 400 g cũng không có thời hán gì đâu đó. À, thấy chưa, con này là phôi vân carbon caro rất là đẹp luôn đó, carbon 2 da rất là đẹp nha cả nhà, tải rất là khỏe, cắn hở đó, phần trong hơi khúc là bạo lực, tải 80 lb là anh em hiểu rồi đó, ghê ghê chưa đó, quay cho bị các bạn xem đó. Anh em cần mua hàng thì có order cho mình nha, shop mình thì có đầy đủ được cho anh em ở gần, thì là mình ở số 74 quốc lộ 30 phường Mỹ Phú thành phố Cao Lãnh nha cả nhà, để mình trên tay trải nghiệm này kia nọ rồi các dụng cụ câu cá của mình, dây câu thẻo câu đài câu đồ đó. Rồi được về số cần tôm UL nè cả nhà, nó cần UL độc đặc, nó về số lượng rất là nhiều nha cả nhà đó. Anh em cần thì cứ order cho mình nha, qua số điện thoại là 0963 890 470 nha cả nhà. Đây là cần UL 1m5, 1m68 và 1m8 nha anh em, đầy đủ size nha. Cần khâu tay gờ đúp lông hua xịn sò cho các bạn, rồi cần sắn ít, cần tini titan UL nó được có 3 xây UL cho các bạn luôn. Rồi cần mê công rai đó, cần lua K5, trời cần lua hung tim Black 2 đọt, nói chung là đầy đủ giá, đầy đủ size cho quý vị và các bạn anh em lựa chọn nha. Thì được sẽ từ từ qua cái mẫu cần 2 đọt các bạn mình đi các bạn ơi, cần thông tin Black các bạn. Thì được có size 2m1 và 2m4 nha anh em. Đó. Cây này thì được có 2 đọt. 2 đọt nha cả nhà thấy chưa? Rất là đẹp nha cả nhà, Shimano thông tin Black. Đó. Thì cây này được có 2 đọt. Đọt của nó là MH và H nha anh em. Thì đọt MH thì được không có cắm theo đây. Được cắt chứ, mà khi anh em mua thì vẫn được cái đọt MH nó cũng y chang vậy thôi, nhưng mà độ cứng nó là MH đó. Cây này 2m1 được bán với giá là 400.000 nha cả nhà, còn 2m4 được bán với giá là 430.000 đó, không tìm Black nha anh em. Rồi cần lua K5
đó. Rồi còn ở đây như 3-4 cây gì đó, anh em qua cũng hết mấy cây rồi. Còn đây cây thằng lua K5 đó, mẫu mới về nha các anh em. Đây là mẫu carbon sắn nhíp toàn thân đó, mẫu carbon sắn nhíp toàn thân là sẽ quay cho anh em xem cạn cảnh. Con này thì độ cứng nó là M nó, anh em xem thì sướng nha. Rồi ôi, nó nhìn cái cần không cũng phơi đó các bạn. Nó carbon sắn nhíp toàn thân luôn, cây này 730.000 nha các bạn. Phen chân cao, độ cứng của nó là M nha. Đây này dài là 2m113, là cũng như 2m113 các bạn. Nó đầu bu nó là chống sáng đọt, nó là độ cứng M cho cả nhà đọt, nó tầm khoảng 1.8 đến 2 ly á. Đó, quay cho anh em xem nha. Sướng sướng đồ. Đó, thì con này được đang bán với giá là 730.000. Đó, hàng rất là đẹp chuẩn luôn cho anh em xem nha. Lưu ý anh em, hàng mình bán là hàng mới 100% nha anh em. Đó. Còn đây là cần mê công rai được có đầy đủ size, cắn bằng và cắn mút nha cả nhà. Đó, được có đầy đủ size luôn nha, cắn bằng và cắn mút cho anh em luôn nha. Thì phiên bản mình có đầy đủ XH và MH và XXH. Đó, đầy đủ 4 size cho vị và các bạn anh em lựa chọn với giá từ 1.550.000 nha anh em. Đó, anh em mua hàng thì cứ order cho mình nha. Cây này thì thêm Fuji, bass Fuji đầy đủ. Còn carbon đặc nó nhắc tỉnh 10 kg. Đó, mây không gai. Rồi, được xé qua mẫu chằn lua Bina Thái các bạn. Đó, chằn lua Bina Thái nha anh em. Đó, cây này được đang bán với giá là 1.220.000. Mẫu máy đứng, còn mẫu máy ngang là 1.290.000 nha cả nhà. Đó, rất là đẹp, phen Fuji, bass Fuji. Đó, được sơn rất là đẹp nha anh em. Đó, sơn rất là đẹp luôn. Phen Fuji, bass Fuji, Builder. Con này nhập Thái nha cả nhà. À, nhập Thái. Bass Fuji, phen Fuji rất là đẹp. Chung là con này là hầu như là con này lua là mình thấy là nó đẹp nhất ở tiệm mình rồi đó. Về sơn, về chỉ, về bu này kia nọ là các kiểu. Đó. Con này thì nó tải mồi từ 7 đến 28 gram, tương đương từ 10 đến 20 lb các bạn. Từ 4,5 đến 9 kg. Nó quay cho bạn xem nha, mẫu lua Thái. Còn 1m95 nha cả nhà. Nó quay cho cả nhà xem. Còn cây 2m1 thì máy ngang 1.3 triệu nha cả nhà, 2m1 thì được không có còn máy đứng. Đó. Rồi, quay cho vị bạn xem thì ngoài ra được có những cái mẫu câu cá tra giá rẻ nè, từ 350.000 đến 370.000. Asino và lắc mắt 2m4 370.000 đó các bạn. Abu Pacific 2m4 giá 680.000. mẫu Abu Fan Fuji rất là đẹp luôn. Không biết ông anh mới ông mua sao các bạn, cây mình khoen đẹp gì là mà ông còn la không có đúng hàng mà không biết ổng có vấn đề không mình không hiểu luôn nha. Đó, không biết phải dân chơi thứ thiệt không chứ hay là dân chơi sao mình không hiểu. Đó, rồi được quay cho quý vị các bạn xem nha. Cây Adventure 2 thì còn xe 2m1 510.000. Mẫu Color in da băng. Đó, mẫu này 2m4 580. Phen Fuji chân ca. Anh em thì được quay sơ sơ thì anh em xem, tại nhiều quá được nói hết nổi các bạn ơi. Thì anh em cần cái mẫu nào thì chụp màn hình cho em cái hoặc là nói tên cái em quay chi tiết nha. Rồi, những mẫu cái cần dựng xịn sò các bạn. Futasu 3.7 nè. Abu Ron Black Mask nè. Đó, Abu Ron Mask. Abu Ron Mask 2.1 triệu. Đó, Abu Way là men 840 phan thường. Phan Fuji thì 2 triệu mấy nè. Thì Rico Osaka cần dựng. Đó, giá từ 850 đến 1 triệu mấy. Đó, rồi cây Canto, Cosla Canto, Phan Fuji, Phạt Lay Xích Xanh. Trời ơi, nói chung là đầy đủ xin sò cho vị và các bạn anh em nha. Đó, đầy đủ anh em cần gì thì cứ order cho mình nha. Đó, mẫu cần đặt giá rẻ bạn, cần đặt taxi 195.000, mình mới câu cá chép hôm qua đó cả nhà. Đó, còn vài cây. Đó, anh em cần thì cứ order cho mình nha. Mẫu cần đặt Phan Fuji 330.000. Mẫu cần đặt thường, chất liệu thường, fit
thì 140 đến 150 đó, quay cho quý vị và các bạn anh em xem nha. Đó, bên công ngay mình còn mấy chục cây rồi, cho quý vị em xem cho đã luôn. Rồi được, cũng xin chào anh em và các bạn nha, đã quay xem video của được nha. Anh em cần thì có order cho mình nha, Abu Hukaran đó, anh em cần order cho mình nha. Rồi được rồi, cũng xin chào anh em và các bạn nha.